Các bạn nhỏ ơi, hôm trước chúng mình cùng tập vẽ một hộp quà đơn giản rồi Và hôm nay chúng mình lại tiếp tục tập vẽ một hộp quà thuộc dạng hình khối khó hơn một chút xíu thôi nhé Cô đặt tờ giấy nằm ngang Trước tiên cô canh ở chính giữa nhưng nằm ở bên trên cùng của tờ giấy Và vẽ hai đường cong song song với nhau như thế này Để cô làm cái búi thắt của cái nơ các bạn cũng có thể tham khảo lại ở video trước cô đã hướng dẫn cách vẽ cái nơ nhé. Hai đường cong ở bên dưới và bên trên như thế này. Tiếp theo cô vẽ cái cánh cho cái nơ. Từ đây cô kéo lên một đường cong hướng lên trên, rồi cong xuống bên dưới nối với lại cái đường cong của cái nơ như vậy. Giống như là cái cánh của bông hoa, bên này cũng vẽ một cái cánh của cái nơ sao cho bằng với lại bên còn lại Cô được cái nơ như vậy Tiếp theo, từ ở bên dưới của cái nơ này Cô vẽ lên một đường cong Đối với cái mép bên ngoài Bên này cô cũng vẽ một đường cong với cái mép ra bên ngoài luôn Để trông giống cái mặt trong của cái nơ Vậy đó các bạn Tiếp theo ở bên trên thì cô vẽ thêm những cái đường cong để trông giống cái nơ hơn Rồi cô canh và vẽ cái dây nơ Cô canh ở ngay chỗ cái cánh của dây nơ bên này kéo xuống Rồi ở ngay cái búi nơ Cô cũng kéo xuống một đường gợn sóng Nó cùng hướng với lại cái đường gợn sóng thứ nhất Rồi cô nối cái đường gợn sóng này lại bằng hai cái đường xin hướng vào nhau như vậy cô được một cái dây bên phía bên tay trái rồi bây giờ tiếp theo cô vẽ thêm một cái dây nơ bên phía bên còn lại cũng vẽ cái đường gợn sóng như vậy hai cái đường này nó cũng song song với nhau và cô đã hoàn thành xong cái nơ rồi tiếp theo cô chấm một chấm ở chính giữa cái nơ này cô canh cái chấm sao cho nó nằm ở chính giữa cái nơ từ cái chấm này cô vẽ một đường xin nằm dưới cái nơ và hướng lên phía bên trên bên phía bên tay phải như vậy rồi cũng từ cái chấm này cô kéo một đường xin ở bên dưới cái nơ luôn và ở bên phía bên tay trái Cô kéo làm sao cho nó đều với cái đường xiên bên phía bên tay phải luôn. Và cô đã được hai cái cạnh như thế này. Cô lại chấm thêm một cái chấm ở phía bên trên cùng của cái nơ cũng ở chính giữa cái nơ á, cô canh làm sao cho thẳng với lại cái chấm ở bên dưới rồi cô nối hai cái đầu của đường xiên này lại với lại cái chấm cô canh làm sao cái đường xiên bên phía bên trên này nó song song với lại cái đường xiên bên phía bên tay phải rồi cô nối hai cái đầu còn lại với nhau cô được một cái hình hình thoi như vậy các cái cạnh này nó đều nhau luôn nha các bạn các bạn nhớ chú ý lúc này và các bạn cũng có thể dùng cây thước để đo cho nó thẳng hơn. Từ hai cái đầu của hai cái đường xiên này, cô kéo xuống hai cái đường cong ngắn. Cô canh làm sao hai cái đường cong này nó song song với nhau và nó đều nhau. Và từ ở cái chấm chính giữa này, á, cô kéo xuống một đường thẳng cũng ngắn bằng với lại hai cái đường cong luôn. Cô canh sao cho ba cái đường này nó bằng nhau vậy đó các bạn. Để cô làm cái nắp của hộp quà. Rồi cô nối các cái đường cong này lại với nhau. Cô nối cái đường cong bên này với cái đường chính giữa. Rồi nối cái đường cong bên còn lại với cái đường chính giữa luôn. Và cô được một cái hộp cái nắp hộp quà như vậy theo từ hai cái mép ở bên ngoài này cô xích vào một chút xíu và cô chấm một chấm ở cái mép này bên còn lại cô cũng canh vào một chút xíu thôi và chấm một chấm chính giữa thì cô kéo xuống một đường thẳng thật là thẳng xuống gần hết giấy luôn Rồi cũng từ cái chấm bên mép bên ngoài lúc nãy cô chấm cô kéo xuống một đường thẳng song song với lại cái cái đường thẳng chính giữa luôn. Cái, nhưng mà nó ngắn hơn nha các bạn. Đó, nó ngắn hơn một chút xíu. Cái chấm bên còn lại cô cũng kéo xuống một đường thẳng song song với lại hai cái đường lúc nãy. Và cái đường thẳng này bằng với lại cái đường thẳng bên phía bên tay trái. Hai bên này sao cho đều nhau nó ngắn hơn cái đường thẳng chính giữa một chút xíu rồi cô nối từ cái đầu của hai cái đường thẳng này với lại cái đường thẳng ở chính giữa cô được một cái đường xiên giống như là hai cái đường xiên ở bên trên vậy đó các bạn nó song song với lại hai cái đường xiên ở bên trên và cô đã được cái đáy cho cái hộp quà rồi phần tiếp theo cô vẽ cái dây cột nơ ở trên cái hộp quà này từ ngay chỗ cái N ở bên trên á cô kéo ra một cái đường xiên cô, cô canh ở chính giữa và kéo một đường nối với lại cái nơ cái đường bên phía bên này cô cũng kéo lên một đường nữa là hai cái đường song song với nhau á các bạn cô canh ở chính giữa cái nắp luôn nha ở đây cô nối qua bên này luôn cô giống qua và nối một đường xiên nối với lại cái cái bên phía bên trên này đó ngay cái chỗ này bị cái cánh nơ nó che rồi cho nên cô không vẽ cái đường kia nếu mà các bạn vẽ cái cánh nơ nó lùi xuống phía dưới thì các bạn nên vẽ nhé tiếp theo ở đây cô vẽ xuống hai cái đường xiên ở ngay cái nắp luôn những cái dây nơ nó cột từ bên trên nắp xuống dưới cái hộp luôn đó các bạn Tiếp theo cô kéo xuống cái dây nơ thẳng xuống dưới cái đáy của cái hộp quà luôn Cũng hai cái đường nơ như vậy Đường dây nó thẳng song song với nhau như vậy Và cô đã vẽ được một cái dây nơ bên phía bên mặt này Tiếp theo là bên mặt còn lại Cô sẽ canh và vẽ cái dây nơ bên này Cô canh ở chính giữa bên trên cái nắp trước cô nối một đường với lại cái nơ cô giống qua bên phía bên này luôn giống qua bên phía bên này rồi cô lại chấm thêm một cái chấm ngay chỗ chính giữa cái nắp kéo thêm một đường nữa bên phía bên trên là nó bị che rồi cho nên là cô không kéo rồi nối xuống cái phần nắp và kéo xuống tới cái phần đáy của cái hộp quà luôn. Và cô đã hoàn thành xong cái phần dây nơ. Tiếp theo thì cô trang trí thêm cho cái hộp quà này, cô vẽ thêm những trái tim nhỏ ở bên trên cái hộp quà. Các bạn cũng có thể vẽ những bông hoa hoặc là vẽ những cái hình nào mà các bạn thích nhé ở đây thì cô chọn vẽ những cái trái tim nhỏ nó nằm ở bên trên cái giấy gói quà vậy đó các bạn cô trang trí thêm ở xung quanh cái tờ giấy là những cái trái tim lớn hơn bây giờ thì trước khi tô màu cô cũng dùng bút và đồ lại cái phần viền cho nó đậm lên các bạn cũng có thể dùng cái ngoài bút lớn hơn thì khi mình vẽ thì mình khỏi viền nhé Bây giờ thì các bạn cùng tham khảo cách tô màu thôi nào. Cô chọn màu xanh lá cho cái nơ. Và cái dây nơ cũng là màu xanh lá nha các bạn. Cái phần mặt trong của cái nơ cô tô màu xanh lá đậm hơn một chút xíu. Và cô chọn cái màu màu nâu đồng cho những cái trái tim nó nằm ẩn ở bên dưới cái gói quà vậy đó Tiếp theo cô chọn màu cam cho cái giấy quà này, cho cái hộp quà này Các bạn cũng có thể lựa chọn những cái màu sắc mà các bạn thích nhé Rồi những cái quả tim xung quanh là màu hồng và màu màu hồng và màu đỏ đi. Cô cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi đến hết video này. Nếu các bạn có những chủ đề mới gợi ý cho cô thì để lại lời nhắn ở phía dưới nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.